Dạo vừa con thằng vừa sẽ liền đi ấy nhỉ. Sẵn dạy con dạo vừa, dạo được vừa nè. Dạo vừa thì giúp thằng phát ba miền. Cũng có bên president phải bên hưu tiền phải, bên hưu mà phải bụt trôi miền phải, miền chồn miền phải, cả đà miền phải, miền quê miền phải, doctor, hộ tất đoại quay. Thì nụ nghĩa là chẳng phải tổng dạo được vừa. Thì nụ nghĩa là chẳng phải tổng quay được vừa. Thì nụ nghĩa là chẳng phải tổng trổ được vừa. Không nói là thiếu hòa mất dạy phụng vua cái này ngồm ngắm thiếu hòa buôn yết chuồng ba miền yết chuồng ba miền tôi phân phí ba miền là bên truy miền thì dâu con thảo vua bên ăn đam như buôn hà hoài buôn vua yết giúp bên truy miền mày làm tôi như mày làm đúng vua yết giúp bên truy miền không nói thiếu hòa nhưng mà buôn tài hồi giáo truy miền bùa sẽ có bùa mà là miền bên truy miền nó là miền bên thiếu nó thiếu chúng ta đi xuống chúng ta tại chân giảm giá tôm là nhiều bùa mất mai là miền hành nhiều tu bùa chỉ ta đi xuống chúng ta tại chân giảm giá huệ bùa chỉ ta liệp kia thiên hữu nghe kêu bang chỉ liệp kia thiên kêu bang chỉ ta mai thiên hữu nghe béo yêu bùa bún tôm xiên thì nuôi miên hay mà làm khảo tòng, yếu vua tòng thảo thì nuôi miên mà làm khảo tòng, yếu vua nằm tòng thì nuôi ở chế phụ quân xiên nên như miên. Ngũ có mày đồ hài hoài, ngũ có mày đồ hài ngùng, ngũ có mày đồ hài quay, ngũ có đồ hài cút rồi, em cũng mày đồ hài chồm, ngũ có mày bền giả vai bền xiết, ngũ có mày lớn vai mày cổ. Thiên hương mai buồn phun thảo mày mày buồn phun thảo gì ăn buổi nãy của chúng ta khiêu chủ ta dùng biểu hiện nói ya con thảo con à siêu giản yếm thiên hương như biểu không phải yếm sinh động hắn nông tòng bên sinh động sẽ tôi giản nông tòng hắn nông tòng bên thiên hương biểu sẽ tôi nói tôi bất cập chút yếm thiên hương tự nhiên mất bền thiên biểu thiếu lời vua mất buồn siêu yếm thiên hương biểu kể như vậy con attendant upon the sanctuary attendant upon the sanctuary sanctuary sẽ thiên hương như sinh động tổng hợp cấp chút thành thiên hương cấp chút hoàng thiên hương như vậy cấp chút hộ khảo thiên hương như vậy cấp chút khảo thiên hương hộ kiêu thiên hương tổng hợp cấp thành thiên hương như vậy thì nói giờ con thảo xếp dàn yếm thì nụ nghe sinh tồn và yếm thì nụ nghe béo yếm nái bố mà yếm mà bia nhung chú nhung chẳng bia nhung chẳng chú nhung chẳng bố con thì yếm nhung con thảo thì nụ hạt bùa mình nghe béo và thì nụ chín bùa mình nghe béo tôi nên tìm ra không nằm tỏ thì yếm nhung con thảo thì nụ ở chạy phú bún tổ mình thì hùng yếp béo nha ta phám nhuộm con thảo búa hay đào khảo búa hay mịt bình béo tú bởi nhé không đàn mịt bình bởi nhé không đàn yếm thì hùng yếp béo sự có búa mai hồi búa mai không đàn búa mai bèn xinh búa mai bèn thố búa mai nhuộm nhuộm hoa không đàn búa hay mịt thì hùng yếp béo yếu hút bình chết nó tệ đàn gì khuôn tệ đàn gì hay hỏi tôi cũng là hay biểu lướt làm gì nếu tôi phát nhung tôi phê nhung con thảo bên hồ như tỏ bên hồ khảo như tỏ thì nó như biểu thì nó ỏi vừa hồ hiếp tôi thì nó hồ hiếp tỏ bố can hồ thảo bố như mẹ tâm nhung con thảo bún ôn hiếu thảo lỗ hiểm nhận mà nhàng kia như mẹ giờ nó như em nó giờ nó thì nó này con đi cầu cổ nhiều lắm hay on tôi nhớ tiếp chung như béo
chiếu ngồi khuyến chiếu ngồi ôn của chú quá nào là ôn lên nó bằng kia đó tốn tế miên đó nhiều nhưng mà làm nó như tôi nhưng hỏi sẽ yên chi nu mi biao yu wa en hai wu yu tu ti mu ko sam kia yu wa en hai ra tu ti mu sai fu un yu wa en hai tu biao du ze biao du na wu yi ko niu zao ti ni kiao do ni kiao ti nu oi on wu yi yo en yu wa ti nu hai mo hai wu ni wa nong no lai yi lan chin ti nu wu ya ma kiam tao ga wei to ti mu ba ta chao ni mu chị ta nói lên bài yếm tu tài nó mai hôm nay bây giờ phiền sang tu thiền gì to gì buồn thì nói gì to thì sâu yếm gì buồn nó mưa bên thi nu như miền mưa bên thi nu như làm hiểu mưa bên thi nu như béo cho ông nghe mưa giờ bên thi nu như xiên to mưa giờ bên thi nu như búa trong búa số tu lồng miền là buồn em muốn cho tôi hỏi em miền quận thì nuông như búa lồng phải hỏi như búa nó nói thì nuông chỉ là quả nhiễu thảo búa bến thì nuông như buồn quả nhiễu thảo thì nuông như béo ngoài bún thì nuông như béo bài chui ngoài bún đông thì nuông như béo bang ngoài bún thì nuông như béo chồm cái nàn ngoài bún thì nuông như béo xỉu cười ngoài bún thì nuông như béo mặt buồn tú chân chản thấy cái phụ nhân nó nói ra tôi chỉ số tôi xìa được chỉ số đàn yêu nói dòng đây là chim nhẹ trang tí nhất điểm mình thảo thật chết điểm yêu nói hồi tao con liệp tu non tổng giảng chiếu mũ miền yêu miền kỳ sâu nhé hồi tao nói con tí nhất điểm thì con nói xem mình vua bìa mình yêu chiếu mình vua như ông thái như chị hương kêu cún bến mày bùa nhé buồn tê cung tê phan cho chàng kiến nhé chàng hồ ôi chủ căn căn lồng nhé lê lạc cháu lấy mày bùa ở chủ miệng dây mày bùa chuẩn chuốt quốc tế phim phí miên tràng chiên nhé nông nông tóng nó mấy cuốn yếm bông hàng bông ái phái tiêu tiêu điên nhiệm cái đĩa ôi chú chế nên bùa nhé chìa tôm bộ hú nên bùa nhé là bê tôm lồng tấu bùa miệt a sê la chiên nhé nhé phẳng hạ hoài rừng nên bùa nhé chiên nhé mưu phán quân yếm bùa tế tổng dung mới mai quốc tế chiên nhé bùa tế phế mấy bùa tràng chiếu mấy bùa nhé thị nụ mấy túng hắn nên bùa tràng nên bùa nhé chiên nó chiếu mấy bùa nhé thị nụ ỏi yếm mấy bùa phình biến bất động kín nón tòng huề liệp nín nhé mềm và bé ni căn yếm nhé tòng mày búa ở chủ mình búa lỗ nín chàng nín mày búa ở chủ to mày búa phùng hò chìa nhé cái nái mình búa sẽ tông mày búa búa chìa nhé cháu phùng hồ chìa nhé mấy búa chiếc cấu nhé diệt cấu cháu liền kế phùng hồ nhé cháu xung lên nghiền hòa nhé chìa xuất phim chìa nhé cháu mấy búa nhé ngôn quan bố kí ngôn quan nhé tạo thôi tốt mấy búa cháu, mấy búa nhé, hoang tội. Ôi chú yêu múa nông tổng. Chiếu mấy búa nhé, thịnh hương nhé tập nhiên. Nhà nhà kiên yêu hẳn hãy mấy búa, cần nhịp búa, chỗ thức nhé, nhung nhung cả nái, sẽ chiếu.
mày bùa nhé thì nung tu sai phu phun mày bùa đen chi thì nung anh ấy ở quạt bùa mình thiêu nghiệp béo thì nung nhà hạt bùa mình thiêu nghiệp béo yếm thiêu nghiệp béo kiếm chủ bùa yết dung xiên thiêu nghiệp miền hạch tu phùng hồ bùa nhé trịnh tròi phùng hồ bùa nhé chìa bùn thị nụ nhé bên xuất phim nhé bên chiếc cố nhé yếu cố bên xuất phim nhé phùng hồ bùa nhé yếu dũng trịnh tròi tôn bùa nhé làm gì mặt quần bùn thị nụ đuổi thị nụ béo hải tu mãi quang miền trịnh tròi không là chiêu miệt béo búa là la miền bị nhéo thảo con búa bên tô miền sẽ có búa mà chiếc làm tôn búa nhân tôn nhật chút bút rồi bà tê ma cổ ạ mai tổng tư nhớ thủy quên tôi ta cầu chúng ta mạng nó tê yếm hai tổng bật nhé béo tê ma nhé trên nhà nè mai chỉ cầu ạ hát la miền chỉ cầu sẽ búa nhân thủy quên ở nó nó búa bến thì nu như nam nhéo thì nu quạt chung bói búa mai tuần sạch chiến sạch thì nu búa đồng lá chung như búa sẽ hà lan miền thì búa sẽ tổng búa tổng búa tại bến thì búa búa ngay phun miền miền to sẽ như vậy mai phun miền miền to nó nói nó nhiệm kỳ sau thì con thảo có thì nu bói búa căn lủng thì chỉ con thì có thì nu bói búa căn lủng lệ là lông như lệ là cháu lệ nóng thì buông bố ta cháu nóng thì buông ngay chứ con bùa phụn nào bố con bố cằn ta cháu nóng thì buông chứ con bố thêm lông mảng cháu còn đố nó cũng chạy bố cằn tán vừa trừ ấn tích ca mì hôn thì buông bó chả liêu nì chạy tài cháu hắn xuôi mì hôn nào chiều tổ bố tài chứ chết nhau miệt tình con chết nhau miệt miệt tức nhé nhưng mà nín miệt nín mấy miệt con chết nín tổ vui tài nám nín bà liệt nhau mình cháu trước tới xì bến để cho tổ vui tài nông tình buông cho cháu nông tình buông mà miệt cháu miệt tụ lộn mà miệt cháu miệt tụ lộn bụi nhiên phải chú ấy tụ tổ sâu bụi nhiên phải chú ấy bà năng bố con tụ phụng con tụ tụ lộn gì muốn bán miền bút tu miền cố miền nhàn nhàn bút tu sơ sơ nhàn nhàn bút tu lồng chám nhé bút cả nội lò khâu nữa chứ có bút ngoài lò khâu bút quế cái nhà này tu quế cái nhà này tu thấy không phải bút cả lò khâu này bút cả nội dung bút cả nội nhon bút cả lò khâu nắm thế là ni bút bún cầu cái nhà này nó chứ có bút mì sao béo gì cũng mà cầu được bây giờ thì để bút nó như nhiều là tôi lo nghe bút can hỏi lỗ khâu tại nó bút quẩy bút dùn nó chỉ riêng bút cháu nó thích buông nó tôi lo mà ý riêng con mà cháu nghe như là ý can mà yêu muốn thích buông nó mà chia nhau ý riêng con nghe mùa nghe mùa mà mùa cũ gì cũ vừa mà cháu nghe liệp chút mai tôi mua chia đúng không nếu có steering quá quá qua mà lại nè chia chút mai tôi mua chia mà yêu mà thằng nào muốn làm miền hay thì mai gì cho em mai gì bữa mà các thiên đường rồi hai đường bữa bữa nắng nó là thiên đường quê chủ mai thiên đường nghiệp béo thế nhỉ thế bữa yêu miền gần nhiệt chủ mình lấy bài to quê chủ kiến bữa vì vì miền mai lấy bài to mình thì quê béo tống tây miền như phục quân tống tây miền chợ lồng như kéo thiên đường thì thảo tổng quá mới hiểu được thiên đường bà thì lúc này có một bữa hiểu bữa chủ phái phim hiểu bữa chủ phái phim mà hiểu bữa ở chủ quảng dành hiện chung bữa tùng can nó thật buông nhiệt diện tùng can nó thật buông diện rồi quá hiện chung tới miêu vàng tới hiện chung diện là hiểu bữa chủ chuẩn gì ở chủ miệng gì mà sáng nhé huyện lái nó thật buông diện thao tài bữa tu lồng bà bữa mỏi lồng bữa ỏi lại anh thì chuyện hỏi bùa hỏi cái gì nói thì nuông sợ quá nhớ thằng bùa ở chỗ
miệng chính thế chia nhiều người mẹ cho chỉ nuôi thế bún bún nhé phụ quá phòng hộ rồi bún nhé ý xiềng quá nhiệt buồn miền thân đất bún nhiệt hạ nhiệt nhiệt làm cấp nhiệt đo nhàn ê nhiệt nhà bún tu chia nhiệt hạ nhiệt bún miền thì nhiệt thực bún nó không chết chín nhiệt hạ nhiệt tu không chết chín nhiệt hạ nhiệt tu không phát chín ê bún ta đã phế chỉ nhà chứ không có cấp phải tình hình của tôi một tí á bữa mai nó tổng tập bên bữa miền nhé bữa bữa cấp xuất hiểu là tôi bà muốn cháu bữa được đo nhà có một xíu tu em bảo bữa mặt của nói có một nhau là pháp thông quá chảy được ra đi á nó nói lại bài bữa tôi nên của mà thế nhau tôi nên tổ nghĩa tôi thấy cái này kê bữa của nghĩa là nhà ta bữa mai ta nghe nhẹn nghe hốt nghĩa là bút quan cả sáu mà chú được pháp tốt là yên vua yên tử yên tốt thật là nhé chạy được quẻ đó kỳ nhé vua tổ vương chết vua tổ là chú vua chúng có mà có thể cần ông tổ mẹ tôn vua nhẹn chạy như quảng thì là pháp tốt vua tốt ta nhẹn thì vua mãi ta bút quẻ mua nhẹn vua chơi là chú nói thì nói bài nhá quang để nhẹn hình đúng tổ bút quảng như cả sáu nhưng mà tập vua mai của họ nghe phải mà đồng nai buông quang nhau buông quang nhau là chiêu chiêu có quyền tự chiên mà chỉ nhiều chiên cái xì nhiều chiên máu nhiều chiên ham nhiều chiên quang nhau nhiều chiên còn rưỡi nhiều chiên còn ham mía nhiều chiên nhưng nó không có thảo lưỡi hậu chỉ có muốn đến chiếc con cấp ta nó đâu là to lắm mà buồn vẫn đi lộ nhiều nhưng mua mà vừa đâu gì mà vừa gì vừa tụi nhau cấp chút ta là đâu phụ to lắm mà buồn vậy thế là tụi muốn chú thế quá tụi muốn quảng thế quá tụi muốn xiết cho tao thế quá em muốn là nói chú thế là chú phụ không nói là vừa thì nuôi cái nát bệnh chiên thì em mua mẹ nát bệnh chiên thì em mua mẹ một chữ non thì cũng như chiên chứ nó bảo có phun phơi là lùng cái đàn, quàng cái đàn. Bướm phun, bướm chứ bướm bẻ tu, chỉ nhàn sao nhỉ? Ta bướm phun mà cho chị bướm quàng như có sao? Thế bên chiên thì nó không ỏi bướm, quàng, mà ỏi bướm phun mà. Không nói là ỏi bướm phun mà. Yên cả mình tụi nào bướm, mình lại chỉ bướm. Nên có mình có những thầy quần nhận chàng, nhận phiếu chú mẹ mà tụi mẹ cho mất tổ hiện thì mẹ tụi mẹ tổ tế dưỡng không tổ chá tổ tế nên ta lấy vua bùa ta tập gì bùa cho mình hê là bùa mẹ tay nhà là bùa hai bán quân tình là mình này chỉ ở Việt Nam bé ở chỗ tổ tế rồi có đường nào trang nó tao tùng bùa thế này cái rồi nhận thì mặt quân miền bùa chứ không có hiểu bùa ở chỗ phùng hồ quân thị nô thì sẽ có hiểu to hiểu bùa to phùng hồ quân thị nô thị nô hạt bùa cũng thường bình chiên như nào cũng thường bình chiên như nào muốn nhận phép hốt phép mà có lùng mà có yêu có cũng thường mình kia mà thế lại một kia phải chơi vô lô thì bố mà trong buổi miền mùa nha phải chơi vô lô hấp dẫn này nhiễm kia mà làm bao nhiêu của nhiệt sĩ vừa hãy như vừa chủ vừa non thì phụ như chiên nắm thấy phụ như chiên non thì phụ như chiên hỏi vừa đua vừa cho tỏ đua vừa bám chuối đua vừa châu tỏ lấy bám lấy lại vừa chế ta chỉ xỉu không sẽ nắm chạy thì nu như ấy sẽ chiên như ấy thì có hiểu bữa chủ miền quê ta sẽ là chiên nhẹ như phạm thì nói bữa mặt chiên nhẹ yêu mì nhau thì mặt chiên gấu yêu mì nhau thì bữa cho chiên nhiều tròn bữa ăn như mày tròn bữa ăn như bữa ăn như béo tròn như lệ tròn bữa ăn như lệ thì nó ở bữa trước này nhưng lễ tại cho họ dám lấy là chịu lừa trang chịu lừa hiểm thì có
Ngày nó đã có mùa, mày mùa nghe dịch chung chào tôn. Dịch nhà vua dùn ở chủ, mình chiếu. Mày mùa nghe chỉ đủ nghe, kéo. Ôi kiếm tài muốn nôm tổng, tôi thiếu kiếm tài nữa không? Dịch nhà vua dùn chào tôn, mình vua dùn. Khi bọn mình thế, chào tôn là dịch dùn nhà mình. Chúng ta mình vừa rồi địa dưới nhà mình của chế yếu ngang tổng chơn quá. Mà chế cũng xếp tôn như vừa của ta. Mà phạm bác nhà nó mà nhìn bác xếp tôn. Nên mà tìm vừa liếm chẳng tôn thì mà phải không chịu. Chứ nó nói về bác nó quả nó nói nhẹ nhàng, nó nói xế có. Vừa rồi nó với nhà mình. Khi nó hạt có chào tôn cho mình vừa rồi nó. Em chào tôn địa dưới nhà mình. Nên mà họ chỉ muốn chạy chung nghệ tổng thì nghe lệ. Liệu nè có mấy bữa thì nó kín tay đó yên chiếu như tình hình sẽ kìa mấy anh bí nghe dùa như chí siêu chung kê như chí cháu liệm sĩ tôn như chí khi nó em chào tôn lùng kiến thảo yên nhàng theo chi cái nhiều mà hiếu kiến chậm con nó từ đây yêu thương kéo thì nó mấy gì nói bữa nay nè bữa à tu rồi bữa lò chậm con bữa lò pia lan chậm con để trước nó nói là chi nung hạt bữa chậm con nhiều cho là bữa chủ cầu thập bữa tiêu yêu thương nghe béo tiết tiêu khi mà bữa cầu thảo chi nung nghe nị con mà anh biết nghe dứa nghe chứ búa ở chỗ cắt chung dây cái tạc cầu thì nó hiểu búa búa ở chỗ dây cái mấy nhẹn mà hốt ở chỗ tạc cầu vui thì nó nát bây giờ nhộn thì tạc con tố thì nghe gì nè con siêu chung kèng mình chào tôn ở chỗ thì cô thật chinh trôi thì nghe béo mình chinh trôi thì vang nhộn ở chỗ cô thì nó nghe xin bình mang các chiếu sinh tiền mai hãy nhận xa ăn mai hãy nhận tạo nó bên chẳng to như con hiếm thương quân xế to dầu hiếm chẳng to mi cũng sẽ cung của bè cháu nì con mẹ bùa chủ mẹ sẽ cung của bè cháu mi thì mùi bèo bùa ở chủ lẹn lẹn dầu thiên mùi con bua chẳng tốn ở chỗ lẻ cho thương nghiệp bông quê phun thì nu nhiệt béo mất chụp vườn nhau quê phun thiêu nghiệp béo mất chụp bài bài quê phun thiêu nghiệp béo mấy mai giả mấy mặt gì mà miền thì cầu mà miền phun mà miền mà nát bền thì nu hạt thảo chẳng tốn mình yên siêu tràn yên thương ở chỗ mạng thảo thương nghiệp béo. Thông nói là thi nung, ở chế phút nguồn, tôi nghiêm thi nung nghiệp béo ở miền. Nhiệm sinh dung bếch trở về trang, trở về yếm. Nhi con, yếm mình nghiệp béo ở tế miền. Mai ôn lộ, trăng tràn bảo du chế mày. Hát là miền, hát thi nung nghiệp béo, cũng là miền mai ôn lộ, cũng là miền chạy bảo chứ dung. Mà chẳng nghe, yếm sẽ miền, yang bao kỳ dung mùi yêu bao yang bao mùi miền đi câu hỏi con yết say miền này yết tiêu dung bao bài bù mùi yung mùi gạo lâu bao dung yên yêu bùn bù hai mùi yên tiêu gong yên tiêu nghiệp yêu ham tiêu nghiệp yêu miền ham tiêu miền hai bao dung chạy tiêu